Xin chào tất cả mọi người, em là Thảo Trang. Hiện tại em đang có mặt tại phòng điều trị công nghệ cao của Viện Thẩm mỹ Diva. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Phúc đã đến với Viện Thẩm mỹ Diva để trải nghiệm dịch vụ điều trị mụn chuyên sâu. Và bác sĩ của nhà em thì đang tiến hành là chiếu plasma dành cho khách hàng, giúp kháng viêm, kháng khuẩn trên vùng da. Và đây là những bước quan trọng trong dịch vụ điều trị mụn chuyên sâu ạ. Để có thể cảm nhận chân thật hơn về sự thay đổi của làn da, chúng ta hãy cùng xem lại tình trạng da của chị Phúc trước khi đến với Viện Thẩm mỹ Diva nha. Về làn da trước khi đến với Viện Thẩm mỹ Diva thì tình trạng mụn viêm xuất hiện khá là nhiều luôn, lỗ chân lông thì rất là to ạ. Và những vết thâm do mụn để lại rất là nhiều. Và hiện tại thì mọi người có thể thấy là tình trạng da của chị Phúc đã thay đổi một cách rất là rõ rệt. Tình trạng mụn hai bên má đã được điều trị hoàn toàn, các vết thâm mụn mờ đi trông thấy. Và đây là kết quả sau 5 buổi thực hiện liệu trình điều trị mụn tại Viện Thẩm mỹ Diva. Chỉ mới 5 buổi mà làn da của chị như thay mới hoàn toàn, rất là bất ngờ phải không ạ? Điều trị mụn chuyên sâu tại Viện Thẩm mỹ Diva thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa. Làm sạch mụn mà không sưng, không đau, không để lại sẹo, hiệu quả lên đến 98%. Kết hợp với peel da giúp loại bỏ da chết, sạch sâu lỗ chân lông, điều tiết bã nhờn đồng thời kích thích tăng sinh collagen cho da, giúp chữa lành và tái tạo làn da, ngăn ngừa mụn quay trở lại. Như các anh chị cũng đã thấy thì tình trạng da của chị Phúc hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Da sạch mụn, lỗ chân lông thu nhỏ, căng bóng và mịn màng, tràn đầy sức sống luôn nha. Hiện tại thì liệu trình điều trị mụn chuyên sâu tại Viện Thẩm mỹ Diva đang được ưu đãi lên đến 50%. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 1900 6689 để được tư vấn và nhận ưu đãi ngay hôm nay nha.